Nhận định Fulham với Liverpool 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2020. Chắc chắn, với đẳng cấp vượt trội dù được thi đấu trên sân khách, song nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh vẫn dễ dàng mang về 3 điểm trước một đội chủ nhà đang thi đấu tệ hại thời gian qua. Trận đấu hứa hẹn sẽ là trận cầu nhãn mãn với nhiều bàn thắng được ghi mà lữ đoàn đỏ muốn dành tặng cho người hâm mộ. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Fulham đang cho thấy bộ mặt sa sút của mình ở mùa giải này khi đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Lúc này, đoàn quân huấn luyện viên Scott Parker đang có được 7 điểm sau 11 vòng đã đấu, chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm. Có vẻ như việc thiếu đi những nhân tố chủ lực đã khiến đội chủ nhà phải vật lộn ở những vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng. Khả năng rơi vào nhóm xuống hạng là khá cao. Đội chủ sân vừa bại trận 0-2 trước Man City ở vòng đấu vừa qua. Đội chủ sân Craven Cottage đã thua 4 trong 6 trận gần nhất tại giải ngoại hạng Anh. Phong độ của đội chủ nhà vẫn bị đánh giá là vô cùng kém cỏi. Trong bối cảnh thi đấu thiếu ấn tượng, đụng độ với đương kim vô địch Liverpool chẳng khác nào tự dâng điểm cho họ. Phía bên kia sân, Liverpool đã giành tấm vé đi tiếp ở Champions League với ngôi nhất bảng và giờ họ chỉ cần tập trung toàn lực cho ngoại hạng Anh. Dù thiếu vắng một số chủ chốt vì dính chấn thương, song The Kop vẫn đang chứng tỏ mình là một ông lớn của Premier League. Kết thúc vòng đấu 11, Liverpool đang có 7 chiến thắng, 3 hòa và giành 24 điểm. Ở vòng đấu gần nhất, các vị khách đã có chiến thắng 4-0 trước Wolves. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đang cạnh tranh top 1 trên bảng xếp hạng cùng Tottenham. Chắc trước một đối thủ đang chơi sa sút phía cuối bảng, lữ đoàn đỏ sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để giành trọn 3 điểm.